Trước tiên là con xin được gửi lời xin lỗi đến với phần lớn tất cả những hành động hay lời nói của mình, dù là cố ý hay không cố ý, cũng không quan trọng bằng việc hậu quả nghiêm trọng gây ra đối với tất cả những cái niềm tin và nhà cũng như cảm xúc. Với Khoan, một người khá bạn nào cũng quan tâm lắm đến cái gọi là lãnh xe này thì cái chuyện đó rõ ràng là không thoát được nghiêm trọng. Bạn sẽ nghĩ phút này cũng mong rằng là anh đã có thể giải tỏa được phần nào những vết chê mình và đó là cái niềm tin rõ ràng cái việc hàng ngày của mình. Và không có phủ nhận rằng mình sai trong những việc quá khứ, nhưng khẳng định là mình không chủ đích trong tâm hãm hại bất kỳ ai và xuất phát từ việc mình không nhận đâu cái sai của mình thì chắc chắn là gây ra một loạt những sự hiểu lầm và ảnh hưởng nghiêm trọng đối với nhà My cũng như là em Tiên. Chính thức ngày hôm nay có về là xin lỗi đến với hai bạn và tất cả những đồng nghiệp nào đã nhận lấy những cái sự quấy lầy của phía Hoàng. Mong mong là họ trong một thời gian khá dài rồi cũng sẽ bớt đi những cái thiệt hại đó và tiếp tục đặt niềm tin vào những đồng nghiệp nam khác. Đối với những khán giả của Khoa cũng như những khán giả trực lập, những người mà chỉ đọc thông qua và báo những thông tin vặt nào đó, mong đợi mọi người hãy dừng những sự tấn công từ bản kiếm đối với phản định ngàn mi cũng như anh Tiên. Tất cả hoàn toàn từ phía lỗ của Khoa, nhưng mà cho rằng họ việc chuyện này đó là một cái cớ để mà tìm đó là một cách để hòa đồ. Họ mong rằng là cả khán giả sẽ dành cho họ sự khoan dung, giúp cho khán giả của Khoa có cơ hội để làm nhạc. Về phía các anh chị em bác chú, một lời xin lỗi rất lớn là chưa có một tiếp xúc hay là một lời nói trực tiếp nào đến từ Khoa. Cái chiếc của Khoa thì còn khá là trẻ và họ thực sự là cũng chỉ xuất phát từ cái mục đích và lẽ thường mà bảo vệ Khoa. Họ hoạt động dựa trên một cái động cơ duy nhất, đó là cái niềm tin vào cái âm nhạc nói chung và là cái niềm yêu và cái niềm âm nhạc của sự Khoa, nên là khó tránh khỏi những cái hậu quả rất là xấu trong thời gian vừa qua. Nhưng trên tất cả, việc trao đổi thông tin, xử lý thông tin cũng như giải quyết thông tin Khoa có mặt ở đây không có gì phải nói nữa. Tất cả những gì đó như là tư cách của người đứng đầu của Tiên. Tiếp đến là một lời xin lỗi của Khoa dành cho chị Phương Anh cũng như tổ chức Sisaga. Từ phía Khoa đã từng có kinh nghiệm làm việc với chị Phương Anh cũng như là Sisaga, đã từng các bạn họ biết rõ chị Phương Anh luôn nỗ lực hết mình với lại sứ mệnh của Sisaga. Giữa Khoa và chị Phương Anh không hề có một sự nương đỡ hay bảo vệ, nên có rất hiểu tình áp lực trong thời gian vừa rồi có thể chị Phương Anh sẽ khá nồng nóng ở vị trí là người đứng đầu ekip. Hoàn toàn lỗi nó là tiếp tục được Khoa và chỉ muốn thật sự nhanh chóng bước vào chuyện này và tiếp tục bước vào nghề của mình. Mong rằng không phải vì Khoa mà dư luận sẽ bớt đi tất cả những sự tin tưởng dành cho Sisaga. Và có tin sau sự việc này, Sisaga cũng sẽ rõ ràng nỗ lực nhìn nhận những bước sai và tiếp tục với sứ mệnh. Và tin rằng là Sisaga cũng luôn cần ở đó để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam. Lời xin lỗi tiếp theo của Khoa đã dành cho tất cả các nhãn hàng, những sự kiện và những chương trình trong thời gian vừa qua thì Khoa đã phải thay đổi một chút. Và biết hiện tại cũng đang cả cũng như rất nhiều những công sức để cho mọi việc bị sao đổi. Và cuối cùng, xin phép được chúc lại lời phát ngôn ở
sở hữu của mọi người bình thường. Việc phát ngôn chuyện này một cách đầy đủ, một cách xem và không hề có chủ đích này. Nhưng sai là sai. Và đồng thời Khoa biết rằng là tất cả những việc vừa rồi đã gây ra một cái thiệt hại rất lớn dành cho những góc độ nước ngoài khi nhìn nhận về sự tiêu cực của những người hoạt động trong ngành nghệ thuật giải trí tại Việt Nam. Cá nhân Khoa thì cảm ơn những phản ứng của đồng nghiệp nữ, vì nhờ họ mà khán giả họ không có những cái nhìn nhận tiêu cực theo những gì mà Khoa đã nói thì để bảo vệ cá nhân. Không có đây, Khoa cũng gửi một lời xin lỗi đến với anh chị của chú đồng nghiệp là ngày hôm trước, những đồng nghiệp hiện tại cũng như các đại thế hệ sau. Các bạn hãy luôn đặt niềm tin vào việc chúng ta sẽ có một lần hoạt động đàng hoàng trong tương lai, chắc chắn không.